Thưa quý vị, một trong những tiêu chí về xây dựng nông thôn mới là về hình thức tổ chức sản xuất. Đây cũng là tiêu chí liên quan mật thiết với những tiêu chí khác. Điều đó cho thấy là trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các hợp tác xã có vai trò hết sức quan trọng, không chỉ nâng cao thu nhập cho nông dân, mà còn góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn trong thời kỳ hội nhập. Thực tế thời gian qua cũng cho thấy, hợp tác xã là một trong những công cụ hỗ trợ nâng cao thu nhập cho người nông dân, nông thôn, và đồng thời góp phần tạo điều kiện phát huy nội lực trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Và nếu hợp tác xã phát triển đúng hướng, sẽ tạo nền tảng để thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các hợp tác xã nông nghiệp có vai trò hết sức quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, liên kết sản xuất, bao tiêu nông sản, giải quyết việc làm cho người dân. Từ đó, nhiều địa phương đã chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình sản xuất hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, đem lại thu nhập cao hơn cho người dân khi tham gia hợp tác xã. Trước đây, các hợp tác xã chỉ cần hoạt động theo luật hợp tác xã và hoạt động hiệu quả là địa phương đạt tiêu chí 13 trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, các tiêu chí được cụ thể hóa, nâng cao hơn như phải có chuỗi liên kết bền vững cho nông sản chủ lực, gắn với sản phẩm hàng hóa đạt chuẩn về vùng nguyên liệu, có sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP xếp hạng, có ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số. Nhằm nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống cho người dân, trong nhiều năm trở lại đây, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn đã tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhờ đó, nhiều vùng sản xuất tập trung, vùng sản xuất hữu cơ đã được hình thành, mang lại giá trị kinh tế cao. Các hợp tác xã trên địa bàn đã phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân, giúp nông dân tiếp cận được những thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật để ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, và nhất là đã thực hiện tốt việc liên kết, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản. Các cái liên kết này thì rất là phát triển rất là tốt, tại vì khi cái lượng rau của tôi, khi cái lượng mà rau bán ra và cái giá cả thì nó lúc nào nó cũng ổn định, nó sẽ không dao động về cái giá, thế nên là nông dân tôi là rất là yên tâm về cái giá cả và cũng như cái kinh tế của các hộ. Về các hộ bình thường là cũng mỗi hộ nếu như làm đều là cũng được khoảng 7 đến 8 triệu trên một thành viên để sản xuất rau. Nếu mà về đích nông thôn mới cao thì đây cái mô hình rau hữu cơ này cũng là một cái tiêu chí để hoàn thành nông thôn mới nâng cao, thì cái này chúng tôi cũng sẽ cố gắng để làm sao nâng cao cái tiêu chí này lên. Hoạt động hợp tác liên kết sản xuất giữa nông dân với nông dân thông qua hợp tác xã đã giúp nhiều hộ nông dân giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu các khâu sản xuất, đóng gói, xây dựng nhãn hiệu, giúp tăng khả năng tiếp cận với khoa học kỹ thuật, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu thị trường, từ đó tăng sức cạnh tranh của các mặt hàng nông sản, đồng thời tạo cầu nối hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ rủi ro, nhờ đó thiết lập sự cân bằng của quá trình sản xuất, giảm bớt tình trạng được mùa mất giá. Đây cũng là hoạt động quan trọng giúp xã Thanh Xuân hướng tới hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với Thanh Xuân thì chúng tôi theo kế hoạch chúng tôi thì sẽ về nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Thế thì không phải là về nông thôn mới nâng cao mà chúng tôi đã đưa ra kế hoạch sản xuất, mà cái này chúng tôi đã định hướng là với mũi nhọn là phát triển cái việc phát triển rau hữu cơ và cái vườn đồng. Thế từ cái vấn đề đó chúng tôi cũng đã chỉ đạo với đại coi như là hội nông dân đấy, để tổ chức sản xuất. Thì riêng đối với lại cái việc mà sản xuất hữu cơ thì như chúng tôi đánh giá là có giá trị kinh tế đóng góp rất cao so với lại cái mặt bằng chung của toàn của xã. Đây là một cái mô hình mà đóng góp trong cái việc phát triển kinh tế, mà cũng là những cái vấn đề mà chính trong cái việc mà thu nhập trên bình quân đầu người. Thế để đạt được những cái vấn đề mà theo tiêu chí đối với lại xã nông thôn mới nâng cao thì chúng tôi xác định là đầu tiên vẫn là phải sản xuất theo cái hướng hữu cơ để bà con có những cái hướng phát triển kinh tế địa phương. Xã Văn Đức thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội là một xã ở ngoài đê sông Hồng, được phù sa bồi đắp, rất phù hợp cho sản xuất rau, màu các loại. Với tổng diện tích sản xuất trên 300 hectare, trong đó có 250 hectare chuyên canh rau và có hơn 1.000 hộ thành viên tham gia sản xuất, sản lượng hàng năm đạt trên 30.000 tấn rau ăn lá, củ quả các loại. Nhờ phát huy hiệu quả mô hình liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch, đến nay hợp tác xã này đã có nhiều sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, tạo ra hướng đi giúp người dân địa phương khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đồng thời tạo ra các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa giá trị cao,
góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương có những bước phát triển mới, đời sống bà con không ngừng được nâng cao. Mô hình hoạt động hợp xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Vân Đức chúng tôi thì hoạt động theo cái mô hình hợp xã toàn xã với tổng diện tích đất canh tác là trên 300 hecta, chuyên canh rau gần 250 hecta và đã được cấp rau an toàn 200 rồi rau Việt Gáp là 26,9 hecta. Trong đó thì bà con chúng tôi thì áp dụng cái mô hình sản xuất nông nghiệp Việt Gáp đang có chiều hướng chuyển dịch sang hữu cơ. Thì đây là một cái mà chúng tôi đánh giá là cái việc sản xuất của bà con thì có một sự chuyển dịch đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường cũng như của khách hàng. Và chúng tôi đánh giá là từ cái đấy thì nó nâng cao được cái thu nhập cho bà con và cái sản xuất cũng mang tính dần dần đi vào cái ổn định. Bình quân trên một hecta canh tác hiện nay mà trừ chi phí khoảng độ 470 đến 500 triệu trên một hecta của người dân. Thì chúng tôi đánh giá đây là một cái mà thu nhập so với các cái loại cây trồng khác thì rất là tốt. Mà đây là một cái lợi thế thế mạnh của địa phương của Vân Đức, là một cái vùng chuyên canh rau rất là nhiều năm nay, lâu đời rồi. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng đang có cái phát triển các cái thị trường tiêu thụ giúp cho bà con nông dân phát triển, tăng cái thu nhập và sản xuất mang tính ổn định lâu dài bền vững tốt hơn nữa. Xã Vân Đức thì có hai hợp tác xã nông nghiệp là hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã Chữ Tâm. Thì đối với là các chuỗi liên kết tiêu thụ hàng hóa thì có tác động rất lớn đến hiệu quả kinh tế của bà con nhân dân sản xuất nông nghiệp. Thì đối với các chuỗi với nhà sản xuất, nhà cung cấp vật tư nông nghiệp, rồi là các nhà tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân, thì đối với xã Vân Đức thì cũng làm rất tốt liên kết giữa các nhà để tiêu thụ cho nhân dân và hiệu quả kinh tế thì mang lại cho nhân dân là rất cao. Đối với xã Vân Đức thì tỷ lệ sản xuất nông nghiệp thì cũng còn tương đối nhiều, nên chủ trương của chúng tôi thì cũng xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp với công nghệ cao để tạo cho cái hàng hóa của bà con nhân dân xã Vân Đức thì chất lượng nó cao hơn. Xác định mục tiêu lớn nhất của chương trình nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân nông thôn, huyện Gia Lâm đã chọn tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập là khâu đột phá mà trọng tâm là chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, năng suất cây trồng, vật nuôi và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, huyện Gia Lâm đã tập trung triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn, đẩy mạnh việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn. Nhiều hợp tác xã trong huyện đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp, tích cực triển khai sản xuất chuỗi giá trị hàng hóa đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Đối với huyện Gia Lâm thì phát triển cái chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thì đây cũng là coi là một cái chuỗi mà để xác định cái đầu ra cũng như là cái mấu chốt của người nông dân. Thế thì cái sản xuất mà có đầu ra thì người nông dân sẽ yên tâm. Thế thì cái thuận lợi trong cái việc phát triển chuỗi trên địa bàn huyện Gia Lâm thì đối với huyện Gia Lâm hiện nay thì cái chuỗi tổng thể rau của chúng ta bây giờ đến thời điểm này nó rơi vào khoảng 9 cái chuỗi. Chúng tôi thì có khoảng 650 hecta sản xuất rau, thì trong đó thì có khoảng 400 hecta là quy hoạch như là trong cái góc độ rà soát là vùng rau thuộc cái diện tích chuyên canh của thành phố. Một trong những mục tiêu của thành phố Hà Nội là phấn đấu đến năm 2025 có 100% số hợp tác xã ở những xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, được củng cố, kiện toàn. Qua đó, các hợp tác xã sẽ phát huy tiềm năng thế mạnh của kinh tế tập thể, thực hiện tốt hơn các dịch vụ đang có và mở rộng thêm dịch vụ, ngành nghề mới, đáp ứng yêu cầu của địa phương. Tuy nhiên, để giúp khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố thực sự chuyển mình cả về chất và lượng, đóng góp tích cực hơn nữa vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, thành phố cần dành thêm nguồn lực hỗ trợ cho khu vực này, cũng như sớm ban hành, hiện thực hóa các đề án, kế hoạch hỗ trợ hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.
Thưa quý vị, những năm gần đây, chính sách xã hội hóa các hoạt động văn hóa đã mang lại những kết quả tích cực đối với lĩnh vực văn hóa. Chủ trương xã hội hóa đã trở thành động lực thúc đẩy các hoạt động văn hóa phát triển, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa của các tầng lớp nhân dân thủ đô nói riêng và của Việt Nam nói chung. Bên cạnh việc duy trì bản sắc truyền thống, Hà Nội đang trở thành vườn ươm cho sáng tạo trên khắp đất nước và đặc biệt là thu hút giới trẻ. Tuy còn gặp nhiều khó khăn và có những rào cản nhất định, nhưng số lượng và sự đa dạng của các dự án cho thấy tiềm năng của ngành công nghiệp sáng tạo thủ đô. Theo số liệu thống kê, Hà Nội hiện có khoảng 180 không gian sáng tạo, trong đó có nhiều không gian văn hóa nghệ thuật. Những không gian sáng tạo đang hình thành, duy trì và phát triển như những không gian của sự kết nối, không gian của tự do sáng tạo, tự do học thuật, nơi của những cuộc trao đổi xoay quanh các câu chuyện về văn hóa nghệ thuật và phát triển. Hà Nội tạo được ấn tượng đầy thuyết phục về chủ ý muốn nâng tầm mạng lưới các thành phố sáng tạo, trở thành công cụ để định hình con đường phát triển phía trước. Dùng danh hiệu này không chỉ là động lực cho các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, mà còn là cách để tạo ảnh hưởng lên tất cả các khía cạnh của sự phát triển kinh tế xã hội. Nằm trong tòa Indochina Plaza Hà Nội trên phố Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, không gian sáng tạo Tong không chỉ cung cấp nơi làm việc cho các cá nhân cộng đồng khởi nghiệp, Tong còn hợp tác hỗ trợ các nghệ sĩ đa ngành, nhóm và tổ chức văn hóa về cơ sở vật chất để thực hiện các dự án hay chương trình sự kiện nghệ thuật. Giống như Tong, nhiều không gian sáng tạo thường xuyên tổ chức các hoạt động thu hút cộng đồng, gặp gỡ, kết nối, chia sẻ thông tin. Đã thành thông lệ, những ngày cuối tuần không gian sáng tạo Ơ Kìa Hà Nội lại bận rộn cho buổi chiếu phim thường kỳ tại rạp chiếu bóng nhỏ nhất thế gian. Trao đổi cởi mở và ấm cúng sau mỗi buổi chiếu với sự góp mặt của các nghệ sĩ. Đó cũng chính là cách hình thành một cộng đồng những người yêu văn hóa, được tiếp cận với các sản phẩm văn hóa một cách dễ dàng hơn, nâng cao năng lực hiểu biết, cảm thụ các sản phẩm và dịch vụ văn hóa. Ở đó thì họ xem những cái bộ phim mà họ không cần phải trả phí, nhưng điều mà họ cần phải trả đấy là tình yêu với điện ảnh, kiến thức mà họ cần phải tìm hiểu về bộ phim. Công chúng thì họ cũng kỳ vọng những cái tác phẩm nghệ thuật có giá trị, họ kỳ vọng có những cái nền tảng để họ có thể dễ tiếp cận. Không gian sáng tạo không chỉ đem lại sắc thái mới cho thủ đô Hà Nội, nó còn có khả năng giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, những không gian sáng tạo cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn trong việc duy trì phát triển hoạt động. Để giải quyết những khó khăn của không gian sáng tạo, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp. Trong đó rõ ràng không thể ứng xử với các không gian sáng tạo như một doanh nghiệp bình thường, vì đặc điểm của các mô hình này là mang tính thử nghiệm và hướng tới cộng đồng. Nếu chúng ta không có những cái hỗ trợ về luật pháp, không có những cái hỗ trợ về chính sách, ví dụ như là đất đai, về thuế, về mặt bằng hay là địa vị pháp lý, v.v. rất là khó cho các cái không gian sáng tạo phát triển. Chúng ta cũng cần hơn nữa những cái sự kết nối, các cái hỗ trợ cho các không gian sáng tạo này, tạo ra sức mạnh tổng hợp cho các không gian sáng tạo Hà Nội và giúp cho Hà Nội chúng ta phát triển văn hóa tốt hơn. Chiến lược quốc gia về phát triển ngành công nghiệp văn hóa tới năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Đảng đã mở ra một triển vọng đầy hứng khởi để phát triển và tăng trưởng cho nền công nghiệp văn hóa và sáng tạo tại Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. Để từng bước hiện thực hóa chiến lược đó, thời gian qua, Hà Nội đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm quy mô lớn với sự tham vấn của các nhà quản lý, chuyên gia trong nước, quốc tế và cộng đồng sáng tạo để tìm giải pháp phát triển một cách tối ưu nhất. Trong đó, thành phố nhấn mạnh sự hình thành các không gian sáng tạo là điều kiện tiên quyết để xác lập hình ảnh thành phố sáng tạo, mục tiêu mà thành phố Hà Nội đang vươn tới.